Âm ơ dài có cách đọc rất giống với chữ ơ của tiếng Việt. Chúng ta chỉ cần đọc âm ơ và kéo dài nó ra một chút. Ơ Ơ Ơ Các bạn cần lưu ý là chúng ta sẽ không đọc nó giống như là ơ mà chúng ta sẽ hơi đẩy tông lên một chút và có cảm giác như chúng ta đọc là Ơ Ơ đấy các bạn. Chúng ta cùng thử lại nhé. Ơ ờ. Ờ uh, Ờ uh. Hãy cùng điểm qua một số ví dụ có chứa nguyên âm Ơ dài các bạn nhé. Ờ uh, Ờ uh, Work Work Early Early service service learn learn turn turn prefer prefer. Nguyên âm ơ ngắn cũng có cách đọc rất giống với chữ ơ của tiếng Việt, nhưng thay vì chúng ta kéo dài nó ra ơ ơ, thì lúc này chúng ta sẽ bật hơi rất là nhanh, mạnh và dứt khoát. ơ ơ ơ và các bạn có thể cảm nhận được là cái âm được bật ra từ trong cổ họng. ơ à. ơ à để dễ dàng hình dung và so sánh thì cái âm ơ dài miệng chúng ta hơi mở rộng Ờ, à, ờ. À. còn đối với âm ơ ngắn thì miệng chúng ta sẽ mở rộng ra hai bên lớn hơn một chút ơ à, ơ à. và đẩy bật âm từ trong cổ họng ra cùng thử làm một lần nữa các bạn nhé ơ à, ơ à. Và bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua một số ví dụ có chứa nguyên âm ơ ngắn các bạn nhé. A. A. Along. Along. Machine. Machine. Ability. Ability. Driver driver meter meter better better chỗ này đọc better better thì không chịu như các bạn chỗ này đọc better 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 còn bạn đọc bạn này đọc pet ra rõ dư chữ tờ luôn nha A. Uh, A. Uh. Number one. Mermaid. Mermaid. Từ có hai âm tiết. Mer. Mate. Trọng âm đánh vào âm tiết đầu tiên. Mermaid. Mermaid. Number two. Purpose. Purpose. Từ có hai âm tiết. Pur purpose. Trọng âm đánh vào âm tiết đầu tiên. Purpose. Purpose. Number three. Disturb. Disturb. Từ có hai âm tiết. D. Disturb. Trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Disturb. Disturb. Number four, uncertain, uncertain. Từ có ba âm tiết, un, cer, tin. Trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai, uncertain, uncertain. Number five, emergency, emergency. Từ có bốn âm tiết. E, M, J, C, trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Emergency, emergency. A, a. Number one. Avoid, avoid. Từ có hai âm tiết. A. Avoid. Trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Avoid. Avoid. Number two. Economy. Economy. Từ có bốn âm tiết. i e Co. na Mi. Trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Economy. Economy. Number 3 minority, minority. Từ có 4 âm tiết. My, no, ra, t. Trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai. Minority, minority. Number 4 Christmas, Christmas. Từ có hai âm tiết. Chris Mas Trọng âm đánh vào âm tiết đầu tiên Christmas Christmas Number 5 Monopoly Monopoly Từ có bốn âm tiết M No P Lê Trọng âm đánh vào âm tiết thứ hai Monopoly Monopoly. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong nội dung bài học ngày hôm nay với hai nguyên âm ơ dài và ơ ngắn. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá.